Tôi xin kính mời đạo hữu Nhật Huy, trưởng ban tổ chức, lên có đôi lời để khai mạc trong chương trình, và đạo hữu Nhật Huy sẽ gửi đến quý vị bằng tiếng Việt, trong khi đó thì đạo hữu Quảng Nhân sẽ gửi đến quý vị phần Anh ngữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Diệu Pháp, tổng thư ký văn phòng 2 Việt Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị quan khách và toàn thể quý đồng hương Phật tử. Trước hết, chúng tôi đại diện ban tổ chức đại lễ Vu Lan xin thành kính đánh lễ chư tôn đức tăng ni vi mẫn quan lâm chứng minh tham dự đại lễ, và hân hoan chào mừng quý vị quan khách, quý đồng hương Phật tử đã văn tập tham dự đại lễ hôm nay. Kính thưa chư liệt quý vị, hàng năm cứ mỗi độ tháng bảy về, người con Phật chạnh lòng bồi hồi nhớ nghĩ đến thăm ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tháng bảy là mùa Vu Lan báo hiếu. Vu Lan báo hiếu là một truyền thống văn hóa đặc thù của Phật giáo, đã được duy trì trên nhiều ngàn năm trong tâm hồn người Việt. Tháng hội Vu Lan báo hiếu là dịp quý báu để người Phật tử bày tỏ tâm hiếu kính, không những chỉ đối với ông bà tổ tiên, cửu quyền thất tổ, cha mẹ hiện tiền, bà con quyến thuộc, mà còn đối với tất cả sinh loại trong thế giới này, trong ý nghĩa tương quan, tương duyên sinh tồn. Mùa Vu Lan nhắc nhở chúng ta nhớ đến một bậc đại hiếu hạnh, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Khi còn trụ thế, chẳng những Đức Phật đích thân thực hành hiếu hạnh, thể hiện bài pháp khôn ngoan sinh động của thông giáo, mà Ngài còn chỉ dạy hàng đệ tử và thế giới nhân loại nỗ lực thực hành hạnh hiếu. Chính vì lý do này, mùa Vu Lan đã nghiễm nhiên trở thành một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo nói riêng và xã hội nhân loại nói chung. Thông điệp sinh động nhất của tháng hội Vu Lan gửi đến mọi người là quán niệm mọi nỗi khổ đau trầm thống của nhân loại, chí thành cầu nguyện cha mẹ bản thân được siêu sanh nơi tịnh độ quốc, cha mẹ còn sống được an lạc trường thọ theo tấm gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên Tôn giả, mà còn nỗ lực phục vụ tha nhân, xoa dịu bao nỗi đau khổ bi thương của nhân loại theo hạnh nguyện độ sanh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Kính thưa chư liệt quý vị, đạo Phật là đạo hiếu. Đức Phật luôn xem trọng tinh thần tri ân và báo ân. Đức Phật dạy hiếu hạnh là Phật hạnh, hiếu tâm là Phật tâm. Ngài dạy rằng người Phật tử hãy phụng dưỡng cha mẹ như thờ kính chư Phật. Cha mẹ là phước điền để người con gieo trồng, hầu gặt hái công đức lành để tiến lên quả vị giải thoát. Do vậy, hiếu đạo là cội gốc của sự thể nghiệm và chứng đạo giải thoát, là nền tảng căn bản của mọi giá trị đạo đức và lộ trình thăng tiến đến nhân cách thánh thiện. Trong cuộc đời này, giá trị vật chất là điều kiện cần thiết để duy trì sự sống, nhưng chưa đủ để biểu tỏ tấm lòng hiếu đạo. Mà chỉ có nỗ lực thực hành đúng chánh pháp, tu tập theo lời của Đức Phật dạy, thì mới thể hiện được về an toàn đời sống hiếu hạnh đúng nghĩa. Ở nơi nào chánh pháp được nở hoa, thì ở nơi đó sự an lạc hạnh phúc xuất hiện. Ở bất cứ xã hội nào tinh thần hiếu đạo được tôn trọng, thì ở nơi đó giá trị đạo đức và phẩm cách con người được thăng hoa. Do đó, người Phật tử chân chánh luôn nghĩ nhớ đến bốn ân lớn: ân tam bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia và thập phương tín thí, mà dấn thân hành đạo, tu tập những điều phước thiện để báo đền, hầu xây dựng một xã hội tịnh lạc chân thiện mỹ trong cuộc sống này. Chính vì tinh thần hiếu đạo đúng theo lời Phật dạy, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, cũng như chư tôn đức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã dấn thân không ngừng nghỉ tranh đấu cho quê hương Việt Nam chúng ta có được một tự do dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi ách độc tài đảng trị của chế độ cộng sản. Tự thân của các ngài là đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, và sự dấn thân của các ngài vào chốn tù tội khổ đau để đấu tranh vì sự an lạc cho dân tộc và quốc gia là tinh thần đại nguyện độ sanh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Các ngài là một tấm gương hiếu hạnh thật sinh động cho hàng Phật tử chúng con noi theo tu tập. Nhân mùa Vu Lan Thánh Hội, chúng ta hãy xin bày tỏ lòng tri ân chân thành đối với đất nước Hoa Kỳ đã cư mang những nạn nhân khốn khổ và tạo cơ hội tốt để những người tị nạn cộng sản xây dựng lại cuộc sống và hưởng được bầu không khí thật sự tự do, nhân quyền và dân chủ. Xin tất cả chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho những tù nhân lương tâm sống được tự do, đồng bào thân yêu của chúng ta có được đời sống nhân quyền, dân chủ đích thực, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sớm được phục hồi và đất nước chúng ta tránh được họa ngoại xâm. Chúng con vô cùng vinh hạnh và thành kính tri ân Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Dự Pháp, một vị thầy đạo hạnh khả kính của chúng con cùng chư tông hiền đức tại chùa Dự Pháp. Thưa chư liệt vị, để giữ gìn truyền thống cao quý của Phật giáo, đại lễ Vu Lan báo hiếu được long trọng tổ chức tại chùa Dự Pháp. Qua buổi lễ Vu Lan thật trang nghiêm thanh tịnh này, chúng tôi tin chắc chư vị Phật tử sẽ cảm nhận được niềm an lạc thanh thoát của giáo pháp nhiệm màu như đang thấm rộ trong dòng suối mát tình thương và sẽ yêu thương kính mến cha mẹ mình hơn bao giờ. Thừa sự ý nhiệm của Hòa Thượng Thích Viên Lý, chúng tôi xin trang trọng tuyên bố khai mạc đại lễ Vu Lan năm nay. Nguyện cầu chư Hồng Ân chư Phật gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu. Kính chúc quý vị quan khách và quý đồng hương Phật tử một mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy an lạc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Sau đây có một lời kính ân. Good morning, dear guests, and welcome to today's Vu Lan ceremony at Dự Pháp Temple. First, the organization committee would like to extend a sincere gratitude that you have set aside time to join us in celebrating Vu Lan, and most importantly, to gather as a Buddhist community. Each year in August, we celebrate Vu Lan to pay homage and to respect to our parents, ancestors, our country, and our religion. Vu Lan is a cultural tradition of Buddhism that has been maintained for thousands of years in the hearts of the Vietnamese people. It is an important opportunity for Buddhists to remember the merits of the Sakyamuni Buddha, whose teachings taught us the importance of respect for our elders and ancestors. Buddhism is a philosophy of spiritual compassion, gratitude, and grace. The Buddha teaches Buddhists to take care of our parents and honor them as Buddhas themselves. It is the foundation of all fundamental moral values and a roadmap of how to foster compassion for others. In this life, material possessions are necessary to sustain, but not sufficiently to help us to attain peace of mind. Through the practice of the Dhamma, the teaching of the Buddha, we can attain the perfect life, one of peace and happiness. And on that, demonstrate ethical values and human dignity. Therefore, as true Buddhists, we must always remember to think of the four depths of gratitude. Depth of gratitude to the triple gens, depth of gratitude to one's parents, depth of gratitude to the homeland, and depth of gratitude to all living creatures. In the true spirit of compassion, our holiness, the most venerable Thích Quảng Độ, has embarked on the relentless struggle to fight for democratic freedoms for native Vietnam, endlessly fighting for human rights and religious freedom for those suffering under the communist regime. His compassion can be likened to that of a bodhisattva, his selfless commitment to fight for peace for his people and nation. He's an example of compassion for all of us to follow in our Buddhist practice. On this grand occasion, we would like to express our sincere gratitude to this country, the United States of America, for opening its arms to us and creating opportunities for immigrants and refugees from all around the world, helping us to review our lives and allowing to us to enjoy the freedom of the religion, human rights, and democracy. As we celebrate this holiday, please remember to pray for an end of oppression, for human rights,
and for genuine democracy around the world. As we celebrate, we are also preserving this noble Buddhist tradition to act for our younger generations. So please continue to encourage them to celebrate Mulan with you. Thank you for joining us today. We hereby declare the opening of the Mulan ceremony this year and wish you and our fellow guests a Mulan season filled with peace. Please join us in welcoming our teacher, Chief Abbott and Secretary General of the Unified Buddhist Congress in the United States of America, Most Venerable Thích Nhiên Lý. Namo Sakya Muni Buddha.